Bây giờ đến cái phần mà chúng ta sẽ làm cái sauce. Cái sauce này là rất là đặc biệt, là tại vì nó phải cho nó đậm đà. Và mình sẽ pha ra, bây giờ Cathy sẽ để khoảng chừng, mình làm từ từ nha, mình làm một cốc nước đi. Cathy sẽ để một cốc nước lạnh đây trước cho nó nóng nóng, xong rồi mình để cái này vào. Đó, mình thấy đây, cái này nó cũng khá đặc đó. Mình nhớ lấy hết tất cả xuống. Ok, cái này, cái gia vị này là đậm đà đây. Vậy ra bây giờ thì để từ từ nước vào, tí xíu nước nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ để vào, đây là phần cái hành này, cho nó đậm đà thêm nữa. Để medium 2, lửa medium 2. Bây giờ mình để luôn là cái phần nấm đây. Và luôn thì sẽ để vài hạt tiêu đây. Đó, mình thấy đây, cho nó cay cay. Tí xíu nước. Cathy để đây hết luôn đây. Để khoảng chừng một cốc rượu đỏ. Một hồi nữa cái rượu này là cái rượu mà nếu mà mình ăn rượu đó, mình có thể nấu Merlot, Cabernet Sauvignon cũng được. Trong thời gian này thì mình cứ để cho cái nước nó bắt đầu nó rút lại nữa. Nó rút khoảng chừng phân nửa đó. Ok. Đây, miếng thịt hồi nãy mình để tủ lạnh, bây giờ nó đã nguội rồi. Bây giờ mình có thể lấy ra cắt chỉ nha. Bắt đầu là làm phần 2 của miếng thịt beef tenderloin. Cái puff pastry này, cái này là đã mềm, hồi nãy mình để ra ngoài đó. Nhưng mà nếu mình để quá lâu thì nó cũng không tốt. Mình nhớ để tủ lạnh lại. Xong rồi lúc mà mình lấy thịt ra bắt đầu đó thì mình có thể làm. Chứ hồi nó quá mềm. Bây giờ mình coi nè, để tí xíu bột, có thể để tí xíu bột đây để cho nó không bị dính à, nó dễ làm hơn. Đây, với thớt như thế này, cũng giống như trên này. Tí xíu, mình gỡ ra. À, đây là nó mềm rồi nè. Nó vẫn còn lạnh nhưng mà cũng mềm. Mình để nó bên giống như là nó đắp lại với nhau như thế này. Không có sao, bây giờ có thể để lấy hai cái hộp gà, giờ mình đập hai cái hộp gà nha. Mình đánh ra một tí. Mình đánh cho đều ra. Lấy cái cây làm bánh một tí xíu đặng mình cán nó ra cho nó đều đều lại nha. Bây giờ mình có thể để như thế này, để mình để tí xíu cái lằn đây đặng cho nó dính đó. Hộp gà thì cái chất ướt ướt này nó sẽ làm nó dính với nhau dễ hơn. Đó, bây giờ thì sẽ là đây, thì mình coi nha, để nó như thế này đây. Cái phần ở dưới đó thì là ở trên, còn ở trên thì sẽ ở dưới. Bây như thế thì chúng ta sẽ lấy cái pate đây này, thì sẽ để ở dưới đây sẵn luôn, tại cái này là ở trên mà. Thì có hai cái hộp nhỏ đây. Cái này thì sẽ làm cho cái miếng thịt mình nó sẽ là nó béo hơn. Pate này, pate nó kêu là có gan trong này, cũng giống như là tí xíu thịt nữa. Cathy mượn của cái kêu là bò, kêu là beef Wellington từ nước Anh đến. Đó, hồi nãy mình nói là ở trên là ở dưới là ở trên. Bây giờ mình đó, mình trở cái mặt nó đó xuống. Bây giờ đến cái phần đây thì chúng ta sẽ cho cái bột á nó nằm sao cho nó kín lại như thế này đây. Và mình có thể xài tiếp là cái hộp gà đây đó, cái nước hộp gà đặng cho nó giữ kín cái phần cái bột không có bị bung ra. Đó, mình làm như thế này. Có thể lấy ra một tí xíu bột đây để mình để trên. Đó, mình có thể để như thế này. Mình phủ nó bên như thế này. Ở dưới nên nó cũng không có
không có cần quá đẹp. Bây giờ bên này luôn, mình cũng để tí xíu nước hột gà, xong rồi mình cho nó xuống đây. Và đây là miếng giấy mà để cho không bị dính đó. Ok, mình cắt như thế này đây, để vào mâm. Giờ chúng ta có thể để vào đây. Đó, mình phải để cái nước hột gà lên trên mặt của bột, đang cho một hồi nữa nó bóng lên, nó vàng lên nữa. Như thế này đây, mình nhớ để tuốt ở dưới luôn. Bên hông đây mình phải cắt ra một tí xíu, đang cho lúc mà cái bánh nó nóng á, nó có hơi nó ra. Qua lò bây giờ mình để 425 độ nha. Mình để khoảng chừng 20 phút nhưng mà phải coi đang cho nó vàng, cho nó phùng lên. Giờ 425 độ, let's go. Bây giờ mình để vào. See the light there. Ok, đến phần làm dâu thì mấy trái dâu này thì là mình cắt ra. Bây giờ mình cắt ra cũng là làm tư như thế này. Mà mứt dâu này thì là cái thi làm nhanh như thế này, đặng mình ăn với ice cream. Giờ chúng ta để đường vào. Muỗng canh như thế này cũng khá nhiều đó. Đó, như thế này đây. Để tí xíu muối đặng cho nó ngọt mà nó thơm hơn. Cho nó ra nước một tí xíu. Bánh này là bánh bông lan làm sẵn. Đó, mình để ra nãy giờ ở ngoài rồi nên nó mềm rồi, bây giờ mình cắt ra từng lát nha. Rất là tiện. Like this. Xong rồi nếu mà mình đem lên bàn ăn với gia đình á thì là người nào ăn bao nhiêu thì có thể lấy bao nhiêu. Còn cái này đó là almond. Nếu mà tiệm nào nó chưa có giống như nướng á thì mình về mình để lên chảo nóng, mình nướng nướng lên một tí xíu mình cho nó giòn. Nhưng mà cái này đã giòn rồi, tại mà hồi nữa mình sẽ để lên tí xíu almond trên ice cream. Cái sốt này hồi nãy mình nói là mình để càng lâu thì nó càng xuống nên rất là ngon. Nhưng mà bây giờ thì Cathy đã lấy đây, mình lấy nó ra đây. Cái nước sốt này đó cuối cùng mình mới để vào, mình mới để bơ vào, nhưng mà bây giờ đó thì mình lấy nó ra rồi mình chắc xuống nè. Tại cái này ở trong cái nấm nó có rất là nhiều nước. Cái này thì mình không có ăn. Nếu mà mình muốn ăn thì mình cứ lấy để vào dĩa. Nhưng mà mình chỉ muốn cái nước thôi, cái sauce thôi. Hồi nãy bây giờ mình để ở trên lò là khoảng chừng là 1 tiếng đồng hồ. Mình để lâu thì nó càng xuống nữa. Bây giờ đó thì mình có thể mình nêm nếm bơ này đó. Thì là 1 tablespoon, 2 tablespoon trên đây. Đó, khoảng chừng nhiêu đây để cho nó béo hơn. Oh yeah. Trong thời gian đó Cathy sẽ để tí xíu muối nữa nha. Nếu mà mình muốn ăn mặn thì mình để tùy theo mình. Và Cathy để tí xíu đường luôn để cho nó vừa ăn. Tại nó còn rất là nóng đó nên cái bơ sẽ từ từ và tan ra như thế này. Vàng rồi. Giống như là cái ổ bánh mì. Mình biết trong đó có miếng thịt beef tenderloin. Rồi bây giờ mình để đây. Giờ Cathy để tí xíu rượu ra để thưởng thức trong thời gian mình đợi thịt cho nguội xuống. Ok, alright. Trong thời gian đó mình làm tiếp. Đó là phần salad. Bây giờ mình để đây là giấm nha. Cũng không có nhiều lắm, tại trong đây là mình thấy đây mình đã có cà rồi nên nó có chua chua. Cái này để có màu chua chua khoảng chừng 2 muỗng. Mình canh thử coi extra virgin olive oil đã ăn sống. Đó cũng như thế nó bóng lên. Nghe mùi rất là thơm. Tí xíu muối, tí xíu như thế này. Thì để tí xíu nè. Đó, cái salad của chúng ta đã xong. Bây giờ mình có thể để cái nho vào giữa. Mình thấy đây có tí xíu nước.
thấm vào với cái bánh ngọt nên bánh bông lan nên rất là ngon, nên không có sao. Đó, mình để như thế, để cái giữa đây thì để tên tí xíu này cho vui, chứ mà lúc mà mình để ice cream mình để lên nữa. There you go. 1, 2, yeah, 3. Hộp gà hồi nãy mình lấy ra nó đã nguội nguội rồi, bây giờ mình cắt xem coi nó hồng. Mình muốn cái bò này, bò nè đắt tiền nên mình không có làm quá chín nó sẽ không ngon. Yeah, oh yeah, mình cắt mà nó khá dày dày như thế đây, như thế này. Thế thì sẽ cắt một miếng đây. Để tí xíu đây là những cái rau cải kế bên, cái salad đây, cà, cheese, mozzarella cheese, và có rượu đỏ như thế này. Đây là cái sauce, mình có thể để lên trên như thế này hoặc là để dưới. Lý do là tại lúc mà mình ăn miếng dao nè, mình cắt ra đây. Oh man, quý vị nào mà thích ăn filet mignon, cái này là rất là tuyệt vời, tại vì cái miếng thịt bò đó là nó mềm nhất, nghĩa là mình thấy đây nó mềm mà nó không có nhiều mỡ trong đó. Mình để tí xíu sauce như thế đây. Filet mignon bây giờ có đi thử nha. Mềm ơi là mềm. My goodness. Quý vị nào mà đãi gia đình vào những ngày lễ mà cái món này thì bảo đảm là thế nào gia đình cũng nói cái món này là chắc là mỗi năm phải làm đó. Mình làm cái cải non này trước hết, bây giờ mình được thưởng thức. Cái này rất là bổ. Kathy càng diễn tả Kathy càng thấy đói bụng. Ngọt, giòn giòn. Một cái salad mà không có thấy rau nhiều. Salad cà với cheese, xong rồi mình ăn với đây là cải Brussels sprout. Rất bổ. Và cái món chánh là thịt nướng ở trong cái bột giòn, có pate trong đó. Và cuối cùng, thì mình được ăn cái gì ngọt ngọt. Cái gì ngọt ngọt đó là ice cream. Ice cream, cái món mà Kathy rất là thích từ nhỏ cho đến lớn. Trước hết nha, mình lấy một cái miếng bánh như thế này, một cái scoop vanilla ice cream, hoặc là ice cream nào quý vị thích, dâu cũng được, hoặc là chocolate cũng được. Mình có thể để hai cái là tại vì Kathy rất thích ice cream. Đó, chúng ta sẽ để vào đây là mấy cái miếng dâu đỏ rất là tươi và mấy cái miếng almond, và thích nhất là ở dưới có một cái bánh bông lan rất là mềm và béo nữa. Bây giờ Kathy làm miếng này như thế này đây nha. Trở lại những ngày thơ ấy, Kathy ăn rất là nhiều. Mà được bây giờ là mong Kathy không có la nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nấu ăn hôm nay. Mình đã làm một buổi ăn cho ngày lễ gần tới. Mà một buổi ăn này thì là nó hơi tây một tí, nhưng mà mình có thể làm trong nhà bếp của Việt Nam như là Kathy đã làm. Mong quý vị có một tuần lễ rất là vui vẻ với gia đình. Hẹn gặp kỳ sau. Thank you for watching.